Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video này hôm nay em lên cho các bác mẫu xe địa hình Mitsubishi M630, một là mẫu xe đạp địa hình được mang cấu hình của Shimano Aceza, đặt đĩa trên là Shimano Atut. Được mức giá chỉ có 5 triệu cho một con xe full đồ Shimano chính hãng nhập khẩu, khung nhôm, toàn bộ phần khung của chiếc xe thì làm từ nhôm, loại nhôm sử dụng ở đây là nhôm 6061, loại nhôm chịu được cái cường độ rất là cao và có cái độ chống bào mòn rất là tốt, chuyên dụng để sản xuất nên là khung xe đạp. Toàn bộ nước sơn của chiếc xe là còn nguyên bản, chỉ có là một vài vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn như có thấy trên hình về tổng thể của chiếc xe thì nó còn được giữ cái độ mới rất là cao, sơn còn rất là đẹp, với mức giá 5 triệu và được con xe như này thì nó rất là ngon. Sử dụng bộ tay bấm của Shimano, đồ vẫn còn nguyên bản này, nút seal, bánh 26 inch. Đùi đĩa Shimano, đặt đĩa trên là Shimano Atut và đề sau chuyển số là Shimano Aceza. Bây giờ sẽ vào test chuyển động và đo size của chiếc xe để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe phổ các bác từ khoảng 1m6 đến khoảng 1m7.5 đi là phù hợp. Xe được trang bị bộ lít 8 tầng và 3 tầng đĩa. Cho chiếc xe có 34 tốc độ khác nhau. Xe rất là mượt mà, như các bác thấy trên hình. Và chiếc xe đang bán bên em mức giá rất tốt, chỉ có là 5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.